Po, bữa nay sáng nay làm gì Po? Dạ, con đang chơi. Chơi hả? Nào, có cái này cho con coi nè. Cái gì chưa? Sao nó to dữ vậy? Cái quạt này nó cũng vừa vừa con, có khoảng 2 tấc mấy à. Thì Út mới nhận hàng xong nè, bây giờ Út sẽ cùng Po đi mở ra coi thử nha. Đây là hai giá thành là 296.000, luôn tiền ship luôn nha mọi người. Thì đồng ship là 296.000 nha. Đây là cái quạt ở Shopee, đặt trên Shopee nha. Oka, đây là chiếc quạt hút và thông gió nha. Bây giờ mình sẽ khui hàng nha. Giờ mình sẽ gọc nó ra. Trong shop này mình thấy rằng là trước mắt đó, mình thấy gói hàng rất ưng ý nha mọi người. Miếng điện shop rất là chắc chắn luôn. Tôi là chờ shop làm rất là kỹ. Nè, con bò thấy chưa bò? Đây nè mọi người. Đây là cây quạt Ocas. Quạt hút bụi thông gió nha. Đây nè, nó có cái bảng cân nặng nè. Một cái nặng 1,5 kg. Cái quạt đẹp quá vậy. Sao nó quay mạnh lắm. Bây giờ mình sẽ bắt lên thử để cho mọi người cùng xem nha Bobo. Dạ. Bây giờ lấy cái thùng nó kê xuống nha, để cho nó cao cao lên cái đã. Bữa nay bé Bi với lại mẹ bé Bi đi về nhà, về quê rồi, không có nhà. Thử ra không có thấy được cái chiếc quạt này. Giờ mình sẽ bắt lên thử nha. Đó, ô điện mình kim vô. Wow. Đây nha mọi người. Mình bắt lên rồi thử ra nè. Nó quạt này là nó sẽ hút nha mọi người, nó hút từ phía trước này nè. Nó hút nó đẩy gió vô bên trong nha. Nè bo con ngay ngồi là ngồi phía trước của cái quạt á, các bạn hút đi nè. Nó hút gió từ phía trước này vô nè và thổi ra phía sau nè mọi người. Nó bật cái nắp lên nè, rất là đã luôn, nhìn rất là êm nha mọi người. Nói chung là nó chạy á, là mình để sát vô nè. Mình nếu mình gắn trong phòng á là mình sẽ không nghe tiếng gió nha, mình nghe động cơ chạy rất là êm luôn. Nó giống như một cái chiếc quạt hộp vậy mọi người. Mình nói chung là cái chiếc quạt này mình tưởng tượng là nó không khác gì chiếc quạt hộp hết á, nó cũng giống như cái chiếc quạt hộp nha mọi người. Nhưng mà chiếc quạt này thì mình gắn lên tường, còn chiếc quạt hộp là mình để ở phía dưới nha, có thể để đầu giường hoặc để trên bàn, để dưới chân chân bàn học gì đó thì nó mình xách tới xách lui được. Còn đối với chiếc quạt hút này á, thì mình gắn lên tường nha, nó như giả tử tường như thế này mình sẽ gắn lên trên tường thì cho nó thông gió trong phòng nhà bếp nữa mọi người, mình thấy chạy rất êm luôn. Thì nói chung là màu trắng này cũng rất là sạch sẽ và rất là sáng luôn. Mình sẽ mở cái nắp ra để ông gặp nó ra con. Wow, oh. Mình sẽ lấy nó ra. Wow, rất là đẹp nha mọi người. Cánh quạt của nó rất là đẹp luôn. Đây nè. Và ở phía trước là nó cánh quạt nó có 6 lá nha. Cái đường kính của cánh quạt này là mình nghĩ rằng là 2 tấc nha mọi người, tại cánh sải tay của mình tới 2 tấc mấy rồi. Thì cánh quạt này chiều rộng đó là 2 tấc nha. Và cái chiều lên của nó nè thì nó có cái công suất nè, đây là công suất 30W nha mọi người. Đây bảng hiệu công suất. Và cái đường này là mình đặt cái quạt là quạt nó khổ là 6 lá nha. Và cái chiều rộng nó là cái chiều rộng của thông gió nó là khoảng 2,4 tấc nha mọi người. Và cái chiều cao của nó thì nó cao hơn, rộng hơn. Chiều cao nó khoảng 3 tấc nha. Chiều cao của cái ô vuông này nè.
cái chiều rộng của cái toàn thể của cái quạt này nó là 3 tấc, nhưng mà ở bên trong này độ thông gió thì nó chỉ có 2 tấc tư thôi nha, khoảng 2 tấc tư thôi đây mọi người. Nhưng mà chưa biết là nó chạy như thế nào nha, để mình và ở phía sau, về ngoại thể phía sau nó nè, thì nó có cái lượng thông gió này, mọi người. Khi mà quạt mà nó quạt á thì nó sẽ bật cái thông gió lên nha, và khi mà bình thường nó sẽ đóng lại, nó đóng lại thì nó ngăn ngăn bụi từ bên ngoài vô nha. Giờ mình sẽ tháo tem nè, là cái tem enzin nha mọi người, mình tháo ra luôn nè đó. Rồi sau đó mình sẽ còn cái lượt thông gió trước đó nè, cái lượt này là cái lượt để mà phía trước bảo vệ cánh quạt nha. Osaka. Giờ mình sẽ lắp nó vô đây. Cái lượt này cũng dễ nha mọi người, mình chỉ cần nhặn nhẹ vô, nó có cái ngàm á đây nè, nó có cái ngàm ngắn vô nè, rất là nhẹ nhàng. Rồi ok, là mình đã có được cái chiếc quạt, một cái chiếc quạt thông gió nha. Bây giờ mình sẽ bắt lên xinh xinh nhỏ nhỏ, mình bắt lên cho mọi người xem thử nha. Nó bo nè, quạt nó bo mắt rưỡi luôn, mọi người xem mà, nó quạt rất là mạnh luôn. Nói chung là khi mình đặt á mọi người, khi mà bật trong phòng mình bật lên nó rất là mạnh nha. Nhưng mà cái khổ của nó thì nếu mình âm tường á thì mình cái khoảng cách này là khoảng 2 tấc rưỡi nha, cái chiều rộng là 2 tấc rưỡi nè, mình đục tường á mình cắt tường với 2 tấc rưỡi mình mới âm vô được nha mọi người. Tại ở mặt ngoài phía trước của nó thì nó 3 tấc, nhưng mà ở phía sau nó thì nó có 2 tấc rưỡi rồi, nên thì đó mình lưu ý là khi mình cắt tường mình đừng cắt 3 tấc, mình cắt 2 tấc rưỡi thôi. Tại cái đầu này, cái mặt này sẽ nằm bên ngoài nha, còn cái phần đen này sẽ âm trong tường, và cái phần mấy cái lá này là mép này, nó mép bên trong phòng nha. Rồi, mọi người xem nè, bo thấy là quạt đẹp không bo? Đẹp. Thích không? Đó, cho bo xem đó, rất thích luôn ha, quạt rất là đẹp nha mọi người. Thì cái giá của chiếc quạt này mình mua luôn là hôm nay mình có cho mọi người xem đó là 296.000 luôn, là tiền ship nha mọi người, luôn tiền ship luôn là 296.000. Thì mình thấy rằng chiếc quạt này hôm nay mình khui ra cũng rất là bất ngờ luôn, tại vì nó rất là giống như cái mô tả luôn, chạy rất là êm, rất là mát luôn. Thì quạt này là Oscar, rất là đã. Nhưng mà có một cái là cái dây nó hơi ngắn nha mọi người, khi mình lắp đặt vô tường á thì mình phải được là một cái đường dây điện để mình gắn vô cái chui nữa nha, gắn vô cái chui. Mình thử ra nó cũng nó hơi ngắn nè, mình sẽ làm một cái đường dây điện để nối vô chui này. Rồi xem rất là êm luôn. Nói chung phần phía sau đó mình nhìn thấy cũng rất là sáng nha mọi người, và có 3 cái lượt gió nè. Mà có một cái điều trong cái chiếc quạt này á, đó chính là nó chỉ có một cái chế độ thôi, là mình ghim điện vô nó sẽ quạt thôi mọi người, nó không có chế độ số 1 hay số 2 nhanh hay chậm nha, nó chỉ ghim điện vô nó chạy thôi, nó chỉ nó có một cấp độ nha mọi người. Giờ mình sẽ thử mình tắt nó nha. Đây, mình tắt thì cái lượt gió này nó sẽ tự động nó đóng lại nha, nó đóng lại như thế này nè mọi người, rất là hay luôn. Khi mình mở thì nó sẽ bật lên. Vừa chia sẻ với mọi người đó là một cái mình vừa khui, mình mua về một chiếc quạt thông gió rất là xịn sò, rất là đẹp nha mọi người. Cùng với những chiếc quạt treo tường Senco nữa là mình sẽ lắp vô thì chạy, mình vừa thông gió vừa những chiếc quạt treo tường mình Senco rồi mình quạt đó thì nó rất là mát nha, nó rất là thông thoáng. Thì hy vọng rằng hôm nay lúc đây chia sẻ với mọi người đó là một cái video thật là hay và hữu ích để cho mọi người có thể xem tham khảo, mà có mình có thể là sắm sửa mình mua cho gia đình một cái chiếc quạt để mình sử dụng nha. Nếu cảm thấy Út Lê chia sẻ hay và hữu ích, đừng quên cho Út Lê xin một like và đăng ký kênh để theo những video tiếp theo về hoạt động trong gia đình nha. Bây giờ Út Lê thân ái chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại video lần sau nha. Bye bye. Tạm biệt cô chú.